Năm mới đã đến, sẽ có những xu hướng gì mới trong mảng lập trình web? Hãy cùng tôi đến với 12 xu hướng có thể trở nên bùng nổ trong năm 2022. JavaScript. JavaScript đang là ngôn ngữ có nhu cầu tuyển dụng cao nhất của ngành phần mềm nói chung và lập trình web nói riêng năm 2021. Thật vậy, vì dù ta có theo lập trình server-side render hay client-side render thì ta đều cần biết về JavaScript. Năm 2022 hứa hẹn nhu cầu tuyển dụng về JavaScript sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Hai, Progressive Web App PWA. Đây là một ứng dụng hoạt động như một trang web với trải nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nó giao tiếp với khách hàng như một ứng dụng gốc và chạy độc lập. Với tính năng mạnh mẽ đấy thì PWA sẽ có thể là xu hướng phát triển web số 1 năm 2022. Single Pay Application SPA. SPA hiện đang là một trong những công nghệ phát triển thống trị năm 2021. Không giống như các ứng dụng trang web thông thường, chúng chứa một trang web duy nhất, tải toàn bộ các trang web ban đầu và sau đó tải các nội dung động trên cùng một trang. HTML5 và Ajax được sử dụng để đáp ứng các ứng dụng SPA này. Bốn, giao diện người dùng chế độ tối. Xu hướng chế độ tối đã trở nên vô cùng phổ biến trên toàn thế giới. Tôi kỳ vọng nó sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những năm tới. Do mẫu thiết kế trực quan, trang web chủ đề tối giúp người dùng dễ dàng thao tác trình duyệt web trên bất kỳ thiết bị nào. Tìm kiếm bằng giọng nói. Bạn không thể bỏ qua xu hướng tìm kiếm bằng giọng nói. Tôi dự đoán sẽ tái tác động nhiều hơn của tìm kiếm bằng giọng nói đối với các trang web trong những năm tới. Theo báo cáo của Statista, thị trường loa thông minh toàn cầu sẽ đạt hơn 35,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Nghiên cứu khác cho thấy thị trường nhận dạng giọng nói dự kiến sẽ đạt 27,16 tỷ đô la vào năm 2026. Sáu, Accelerate Mobile Page AMP. Đó là một xu hướng nữa trong ngành phát triển web. AMP giúp tăng tốc chức năng của trang web và giữ chân người dùng. Công nghệ AMP hoạt động khá giống với PWA. Bảy, trò chuyện do AI hỗ trợ. Vào năm 2022 tới, tôi nghĩ các chatbot hỗ trợ AI sẽ trở nên linh hoạt hơn nữa trong việc đáp ứng nhu cầu về khớp hành vi của người dùng bằng cách sử dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên, machine learning và truy xuất dữ liệu. 8. Kiến trúc không máy chủ. Các giải pháp SaaS trên đám mây đã phát huy hiệu quả tối đa trong năm nay qua việc thiết lập các ca làm việc tại nhà. Là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh chóng, đã có sự gia tăng lớn về mức độ phổ biến của kiến trúc không máy chủ. Giao dụng. 9. Giao diện người dùng chuyển động. Thiết kế web sáng tạo là một xu hướng phát triển web khác trong năm nay. Các công ty khởi nghiệp luôn tập trung nhiều hơn và trải nghiệm của người dùng và đầu tư ít tài nguyên hơn cho vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, sẽ có nhiều cơ hội được người dùng chú ý hơn nếu bạn có một ứng dụng và trang web được thiết kế đẹp mắt. Do đó, thiết kế trực quan đã trở thành một chiến lược tiếp thị hiệu quả. Mười, Internet vạn vật, IoT. IoT là một trong những xu hướng công nghệ quan trọng nhất sẽ biến đổi tương lai của phát triển web. Việc sử dụng Internet ngày càng tăng đã đưa công nghệ này vào cuộc sống của chúng ta. Công nghệ IoT
giúp nhiều thiết bị có thể truy cập thông qua thiết bị di động. Phát triển trên thiết bị di động đầu tiên. Sự gia tăng nhanh chóng của người dùng di động cho thấy lý do tại sao phương pháp ưu tiên di động sẽ định hình một cách ồ ạt tương lai phát triển web. Nhiều nhà phát triển web đã sử dụng phương pháp này trong nhiều năm. API phát triển đầu tiên. Phương pháp phát triển dựa trên API đáp ứng nhu cầu của người dùng. Với cách tiếp cận này, các nhà phát triển có thể thực hiện nhiệm vụ của họ và đẩy mã đồng thời khi người dùng truy cập vào một trang web. Nó làm giảm chi phí phát triển và tốc độ giao hàng. Bonus: công nghệ blockchain, khái niệm về tiền điện tử xuất hiện vào năm 2004 và chúng ta phải mong đợi rất nhiều từ công nghệ này. Trong năm 2022, trên toàn cầu có gần 80 triệu người dùng ví blockchain vào cuối tháng 11 năm 2021. Công nghệ blockchain cũng cần hỗ trợ phần mềm và phần cứng, cơ sở hạ tầng giao dịch và quy định pháp lý. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.